trước đây thì nhí có làm một cái clip gầy cơm mẻ coi như là rất là thành công thì cũng có nhiều anh chị đã áp dụng cũng thành công nhưng mà cũng có nhiều anh chị cũng không thành công tại vì cái cách làm cơm mẻ này không phải ai cũng làm được nói chung mình mát tay là mình sẽ làm được nha thì có một cái khán giả có yêu cầu nhí hướng dẫn cái cách mình làm cơm mẻ bằng bia thì hôm nay nhí làm clip này để trả lời nha thì nhí sử dụng hai cái cách làm để nhí so sánh để cho các bạn biết được cái cách làm cơm mẻ bằng bia nó có thật sự hiệu quả hay không nha thì hàng ngày chúng ta ăn cơm thì các bạn ăn không hết thì còn cơm nguội nè thì các bạn sử dụng cỡ khoảng hơn một chén cơm nguội nha mình chuẩn bị một cái hũ bằng thủy tinh hoặc là các bạn có hũ nhựa xài cũng được với cái cách làm cơm mẻ thì nó rất là khó làm nên mình sẽ chán sơ cái hũ này qua nước sôi để mình khử trùng cho cái hũ này nó được sạch sẽ như vậy thì cái cơ hội làm thành công nó sẽ cao hơn tại vì làm cơm mẻ 10 người làm thì đâu đó cỡ khoảng một người thành công các bạn nó rất là khó làm nha mình chán qua như thế này sau đó nhí sẽ để cái hũ này cho nó gáo nước sau khi cái hũ nó đã gáo nước thì bây giờ mình sẽ cho vào trong cái hũ này cỡ khoảng hơn một chén cơm một chút xíu sau đó thì mình dùng cái muỗng nè, mình khỏa cho nó bằng cái mặt lại. Sau khi cái cơm mình đã khỏa cho nó bằng mặt thì như có chuẩn bị một lon bia nè. Thì các bạn dùng cái bia nào cũng được hết, không có nhất thiết là phải bia này hay bia kia nha. Bây giờ mình sẽ khui cái lon bia này vào mình ủ nha. Và cái thời gian ủ cơm mẻ thì các bạn ủ tối thiểu là khoảng 7 ngày còn tối đa là 15 ngày thì trong cái khung này thì nó thành công hay không là các bạn biết liền còn nếu không thành công là nó hư nha thì sau khi mình đổ bia vào thì các bạn nhớ mình đổ bia cho nó hơi khá khá một chút xíu tại vì khi mình cho bia vào thì cái cơm nó sẽ nở ra nha nên cái tỷ lệ bia nó phải nhiều hơn cái tỷ lệ cơm một chút xíu để mình canh làm sao cho cái, cái lượng nước nó nhiều để nó đủ để nó lên men nha. Sau đó thì uh, các bạn chuẩn bị một cái khăn thật là sạch, mình sẽ đẩy lên trên mặt và mình lấy cái thùng mình uh, gàn lại. Như vậy là xong. Thì mình sẽ ủ cái uh, cơm mẻ này để mình gầy mình tạo cái cơm mẻ đó, mình ủ trong vòng từ 7 đến 15 ngày. Và cái cách gầy cơm mẻ thứ hai, đây là cái cách của ông bà xưa mình uh, chỉ lại nè các bạn. Nhà nhí thì coi như là ngày xưa làm cơm mẻ bằng cái hũ xanh Thì cái tỷ lệ làm hũ sành nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với thủy tinh hoặc là nhựa Thì mình cũng có chuẩn bị một cái hũ nhựa nè Thì hũ này nhí cũng đã chán sơ qua nước sôi rồi Để cho nó sạch sẽ đó các bạn Thì tương tự thì mình cũng có chuẩn bị hơn một chén cơm Thì bây giờ nhí sẽ cho cái cơm này vào trong cái hũ Cái clip trước thì nhí chỉ cái cách mình gầy cơm mẻ đó thì cũng có nhiều bạn nói là khi mình làm thì sau khoảng 4 năm ngày thì nó có hiện tượng bị móc rồi nó bị vàng. Thì như vậy là nó hư rồi. Thì sau khi mình ủ con mẻ thì các bạn để ý từ 5 đến 7 ngày thì mình sẽ thấy hiện tượng trên lớp mặt nó sẽ lên men tự nhiên. Và khi mình kê lại gần mình ngửi thì nó rất là thơm. Thì các bạn phân biệt được cái mùi thơm lên men tự nhiên và cái mùi nó bị nấm mốc bị hư là nó khác nhau hoàn toàn nha nên mình dễ phân biệt lắm và khi mình ủ mà thành công á thì sau khoảng 15 ngày thì ở trên mặt nó sẽ có những cái hiện tượng những cái con nhỏ nhỏ lúc nhúc lúc nhúc thì đó là con cơm mẻ nha các bạn chứ không phải con dồi nha thì có nhiều người không biết là cứ tưởng là hư thì khi mình ủ cơm nhiều thì cái cơm mẻ nó sẽ rất là lên men cao thì hiện tượng cái con con mẻ nó sẽ xuất hiện nhỏ nhỏ lúc nhúc thì sau khi mình cho cơm vào thì mình sẽ cho hết cái phần nước cơm thì cái tỷ lệ nước với cơm thì nó nước nó sẽ nhiều hơn nha thì mình sẽ cho nước khá khá lên một chút xíu thì cái thời gian đầu để mình gầy cái cơm mẻ thôi rồi sau khi mình gầy xong thì mình sẽ cho cơm mẻ ăn tùy theo mình thích cho cơm mẻ nó đặc hay là nó lõn nha thì cũng tương tự như sẽ dùng một cái khăn sạch và mình sẽ đẩy lại và mình ủ cái con mẹ này cũng khoảng trong thời gian từ 7 đến 15 ngày sau đó thì nhí sẽ so sánh giữa hai cái cách làm con mẹ cho các bạn xem nha sau được 10 ngày thì nhí thấy cái kết quả nó gần như ok rồi các bạn thì nhí sẽ mở ra cho các bạn xem đầu tiên thì mình sẽ mở cái hũ bằng bia thì nhí thấy nó không có thành công các bạn thì khi bia mình cho vào trong cơm thì gần như cái cơm nó không có bị phân hủy, nó giữ nguyên hiện trạng luôn các bạn, nó chỉ có cái mùi men nhẹ thôi nhưng mà nó không thành công nha. đối với nhí thì cái cách ủ bằng bia gần như là không thành công. bạn nào đã ủ bằng bia thành công thì nhớ bình luận cho nhí biết nha. thì cái cách này là gần như thấy không ok rồi và nhí sẽ kiểm tra cái hũ ủ bằng nước cơm cái cách truyền thống thì rất là tuyệt vời các bạn thành công nha. Cách này là coi như là các bạn à, cố gắng làm kỹ một chút xíu. Mình giữ cái hũ cơm mẹ ở cái nhiệt độ tốt chút xíu thì cái sự thành công nó rất là cao nha. Thì cái hũ này như làm đã thành công các bạn, rất là thơm luôn. Đó à, thì cái tuy nhiên khi mình gầy được cái phần cơm mẻ như thế này rồi thì coi như là thành công rồi. Cái phần còn lại thì mình muốn cái cơm mẻ của mình nó đặc hay nó lỏng thì mình sẽ cho ăn nhiều nha và cái clip trước thì các bạn kêu nhí là hướng dẫn cái cách cho cơm mẻ ăn thì hôm nay nhí chỉ cho các bạn cái cách cho cơm mẻ ăn luôn nha. Rất là thơm các bạn, mình mở cái hũ cơm mẻ ra mình ngửi một phát là rất là đã luôn. Nó còn cái nếu các bạn ủ mà các bạn mở cái hũ cơm mẻ ra mà các bạn thấy cái mùi nó lạ lạ là coi như nó hư rồi nha. Mình ngửi nghe cái mùi thơm của cơm mẻ là các bạn cảm nhận được nó thành công thì cái cách cho ăn nó như thế này là các bạn hàng ngày mình ăn cơm thừa thì các bạn lấy cái cơm này nè mình à, cho một cái tô mình cho vào đây một chút xíu nước à, thì mình sẽ dầm cái cơm này ra cho nó nhuyễn ra cho nó bời gời ra đó các bạn đó mình chỉ cho nước với cơm nó tương đương nha để khi mình cho cơm mẹ ăn thì cơm mẹ nó sẽ đặc nha còn nếu mình cho nước nhiều quá thì nó sẽ bị lỏng nữa thì nhí sẽ dầm cái phần cơm này ra cho nó bời gợi sau đó mình sẽ cho vào hũ cơm mẻ thôi rất là đơn giản thì cái giai đoạn khi mình gầy được cái cơm mẻ rồi đó thì các bạn không cần phải đậy bằng cái khăn nữa và các bạn đậy bằng cái cái nắp trực tiếp nha tại vì trong cái thời gian mình ủ á nếu các bạn giữ cái nhiệt độ ở bên trong cái hũ nó nóng quá là nó sẽ không lên men được nó không thành công và nó có hiện tượng nắm mốc nó hư nha nên mình phải dùng cái khăn mình đậy lên như vậy thì nó sẽ có cái độ thoát khí tự nhiên nó giúp cho cái hũ của mẹ lên men một cách tự nhiên và cái cách này là thành công một trăm cho các bạn làm lần đầu tiên luôn thì sau khi mình dầm cái cơm này cho nó bời ra thì các bạn cho vào hũ cho ăn tự nhiên như thế này thôi các bạn đó thì như thế thì mình sẽ đậy nắp lại và khoảng chừng một tuần sau thì cơm mẹ nó sẽ chua và mình sẽ sử dụng được thì cái tỷ lệ cho ăn các bạn cho ăn nhiều thì nó sẽ kéo dài cái thời gian ra và mắt thường mình cũng thể nhìn thấy khi các bạn nhìn vào cái hũ con mẻ các bạn ngửi được cái mùi lên men của nó và các bạn nhìn được cái hạt cơm á nó đã nhuyễn chưa thì các bạn biết là cơm mẹ nó đủ độ chua rồi nếu các bạn yêu thích cái video này thì nhớ nhấn like và nhấn share và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ nhí và nhí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái cách gầy con mẹ thật là thành công. Còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.